Sipadon trong tiếng Lào có nghĩa là 4.000 đảo. Nằm tại huyện Khô Ổng, cách Bắc Xế thủ phủ tỉnh Champasak khoảng 180 km. Quần thể 4.000 đảo được hình thành hoàn toàn tự nhiên trên dòng chính sông Mekong. Tại đây, nước sông Mekong bị chặn lại bởi thác Khôn Pha Phêng, thác nước lớn nhất Đông Nam Á, tạo ra một lòng sông rộng tới hơn 4.000 hòn đảo lớn nhỏ. Sipadon hiện vẫn còn là vùng hoang sơ và dân cư thưa thớt. Chính vì thế, nhiều du khách đều lựa chọn Sipadon là điểm đến không thể thiếu trong hành trình khám phá đất nước Triệu Voi bằng đường bộ. Đến đây có nhiều nhà hàng để bạn thưởng thức ẩm thực Lào. Dù là khu du lịch, nhưng ở đây vẫn chưa bị quá tải, bạn vẫn có những không gian riêng cho chính mình. Hiện mới chỉ có 3 hòn đảo ở đây có đủ điều kiện cho khách du lịch lưu trú. Đến Sipadon, du khách sẽ có nhiều hoạt động thú vị để lựa chọn, từ thuê thuyền chạy ngược dòng sông Mekong, ngắm nhìn các hòn đảo, hay ngắm mặt trời mọc và lặn. Những ai thích khám phá thì có thể thuê thuyền kayak để tự mình đi tới từng hòn đảo mình thích, hoặc phơi mình tắm nắng ở những bãi cát, hoặc là thuê một chiếc phao và thả trôi theo dòng chảy của sông Mekong. Ngoài ra, nhiều du khách cũng thích tự mình đạp xe trên những con đường đất nhỏ để ngắm phong cảnh, cuộc sống của người dân sở tại hoặc đến những địa điểm tham quan trên đảo. Theo các du khách, cần ít nhất khoảng một tuần mới đủ thời gian để khám phá và trải nghiệm các hoạt động ở Sipadon.